Chào Phong. Mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký và chương trình này được phát hình và phát thanh từ Nam California, 5 giờ 30 giờ California tức là 7 giờ 30 giờ Houston Texas. Trước hết, cảm ơn tất cả khán thính giả ở khắp nơi đã chọn cái channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện phân tích trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như phần thảo luận của chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và mỗi ngày vẫn khi trước khi đi vào cái phần phân tích là phần bảo trợ của những người bạn đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay đầu tiên là phần bảo trợ của luật sư đi na nguyễn số điện thoại là bảy một bốn sáu năm bảy hai bốn hai năm bảy một bốn sáu năm bảy hai bốn hai năm luật sư đi na nguyễn chuyên về luật di trú luật gia đình và luật thương mại nếu quý vị nào có nhu cầu về di trú ở trên năm mươi tiểu bang tại hoa kỳ quý vị có thể liên lạc trực tiếp với luật sư Dina Nguyễn và nhớ test cho luật sư trước khi quý vị gọi. Và kế tiếp là phần bảo trợ của Win Financial mua thuế thì đã, đã hết rồi. Nhưng mà các cái vấn đề tài chánh thì vẫn theo chúng ta mỗi một ngày. Nếu quý vị có nhu cầu vay tiền, mua nhà, mua building, sửa tín dụng hay là xây dựng tín dụng của mình thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với công ty Win Financial 714 888 -5666, -714 -888 5666 Ngoài ra quý ở công chương trình còn được sự bảo trợ của bác sĩ Kimberly Hồ, bác sĩ chuyên về da và nếu như quý vị phụ nữ, nhất là những phụ nữ nào làm trong những ngành có hóa chất nhiều, từ ngành salon cho tới ngành nail, quý vị có thể liên lạc với doctor Kimberly Hồ để cô có thể cố vấn cho tất cả quý vị về làn da của quý vị, đặc biệt là phái nữ muốn cho làn da tươi đẹp muốn cho làn da trẻ mãi không già, muốn cho làn da mịn màng ở trên gương mặt của mình. Liên lạc trực tiếp với bác sĩ Kimberly Hồ 18888 đẹp à, 337-7264, 337 Hoặc quý vị có thể vào trang web của Doctor, ở đây là 1888 đẹp sang. Quý vị nhìn thấy ở trên đây 1888 đẹp sang. Quý vị có thể vào thẳng trang web của bác sĩ Kimberly Hồ và phần bảo trợ của nhà hàng Song Long tọa lạc trên đường Bôn Sa ngay giữa trung tâm lý đô Sài Gòn. Tọa đã có mặt trên quận Cam hơn 20 năm qua, nơi tiếp đón rất nhiều văn nghệ sĩ ở quận Cam. Và nếu như quý vị có muốn ăn trưa với bạn bè, muốn ăn tối với gia đình, quý vị có thể ghé tới nhà hàng Song Long Restaurant à, ngay trên đại lộ Bonsa và số điện thoại là 714-775-3724. 714-775-3724. Nhà hàng Song Long có rất nhiều những món ngon cho quý vị lựa chọn. Trong đó thì Phong vẫn thích những món của nhà hàng Song Long từ chả cá thăng long cho tới món steak rồi cho tới những cái món như là À, bún tôm thịt nướng hay là hủ tiếu đều rất là ngon. Quý vị có thể ghé qua nhà hàng Sông Long một lần nữa, tòa lạc ngay giữa trái tim của Lý Đô Sài Gòn, ngay trên đường Bonza. Và đồng thời, chương trình ngày hôm nay còn được sự bảo trợ của bác sĩ Santa Hằng Võ DDS, nhà khoa tổng quát chuyên khoa về trẻ em và người lớn, tức là bác sĩ Võ Ngọc Mỹ Hằng. À, quý vị nào mà muốn cho à, cái hàm răng của con em mình nó trẻ, nó đẹp, nó cứng cáp, vì quý vị có thể liên lạc với văn phòng của nha sĩ Santa Hoàng Võ ngay góc đường mặt phê đình và đường Beach. Nếu quý vị đi trên đường mặt phê đình bên tay phải quý vị quẹo vào là cái bắc kinh của à, khu chợ Thuận Phát thì bên tay trái của đường mặt phê đình là cái văn phòng của bác sĩ nha khoa à, Santa Hoàng Võ. Nếu quý vị cần à, liên lạc thì có thể gọi số điện thoại là 714 890 9090. 71489090. Đây là nơi chăm sóc cho à, trẻ em và người lớn về răng. Nếu như quý vị có nhu cầu về răng và muốn cho con em của mình có được những cái à, hàm răng đẹp thì liên lạc với bác sĩ Sandra Hàn Võ. Và bây giờ thì chúng ta bước nhanh vào trong cái à, chương trình của chúng ta ngày hôm nay vẫn là hai đề tài liên quan tới thời sự và liên quan tới khu vực Sáng nay Phong có loan tin thì nhiều bạn bè trên Facebook và trên Youtube nghe bản tin thì vui lắm. Thứ nhất là bản tin mà Hoa Kỳ đã đưa hai khu trục hạm áp sát quần đảo à, à, Trường Sa ở trên Biển Đông trong ngày hôm nay. Và bên cạnh đó ở phía Bắc của cả Biển Đông tức là gần biển Đông Bắc Á ở khu vực Đài Loan thì Trung Quốc cũng bắt đầu rục địch tập trận ở khu vực này giữa lúc mà Đài Loan đang có cuộc tập trận riêng giữa lực lượng hải quân và lực lượng tuần duyên của Đài Loan. Ba cái tin này mình sẽ có thể nói chuyện với nhà và có thể bàn thảo xem tình hình Biển Đông bây giờ tới đâu. Ok các bạn, bây giờ trước tiên là chúng ta đọc tin đi. Ok, nè, đây là bản tin hai chiếc tàu chiến của Hoa Kỳ đã tiến gần tới cái những hòn đảo đang tranh chấp trên Biển Đông. Bản tin từ Washington cho biết ngày Mexico là ngày hôm nay nha các bạn, thứ sáu ngày 6 tây tháng 5. Quân đội Hoa Kỳ cho biết là hai chiếc tàu chiến của họ đã gần những cái đảo mà Trung Quốc nói rằng là chủ quyền của họ trên Biển Đông vào ngày hôm nay. Một biến chuyển có thể gây tức giận cho Bắc Kinh giữa thời gian mà căng thẳng ngoại giao giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới. Bản tin cho biết là cái khu vực mà bận rộn này, cái khu hải phận này đã bắt đầu có những cái điểm nóng à, giữa cái mối quan hệ của Trung Quốc và Hoa Kỳ, bao gồm luôn cả cuộc chiến mậu dịch, à, những cái à, lệnh cấm vận của Hoa Kỳ và vấn đề của Đài Loan. Tổng thống Donald Trump đã, đã gia tăng bất ngờ về cái này. Cái này thì mình sẽ nói đề tài sau về 200 tỷ Mỹ Kim đánh vào mặt hàng của Trung Quốc. Và trong khi đó thì à, hai chiếc khu trục hạm có tên là People và Chân Hun đã đã di chuyển trong vòng 12 hải lý ở đảo Gavin và đảo Johnson Reef ở trên Sparkly Island, tức là quần đảo Trường Sa. Phía quân đội Hoa Kỳ đã phát biểu với hãng thông tấn Reuters và người chỉ huy trưởng là Clay Dox, phát ngôn viên của hàm đội 7 nói rằng đây là cái chuyến đi vô tư vô tình và thách thức cái quyền hàng hải, cái cuộc tập trận này là thách thức hàng hải và đồng thời cũng là À, khẳng định cái quyền mà tự do hàng hải nằm trong cái luật của quốc tế và bản tin cho biết đây là cái à, bản báo cáo đầu tiên là từ hãng thông tấn Reuters và ngay từ Bắc Kinh thì phát ngôn viên bộ ngoại giao của Trung Quốc là Gen Xuan nói rằng là việc mà Hoa Kỳ bước vào trong cái khu vực này à, mà không có sự à, đồng ý của chính quyền Trung Quốc và Trung Quốc cảnh cáo là yêu cầu họ rời khỏi đây là cái kiểu, cái kiểu của Trung Quốc các bạn và bản tin cho biết đây là cái phản ứng của trung quốc Đã trung quốc thúc giục hoa kỳ ngưng à, khiêu khích có hành động khiêu khích đây là lời phát biểu của ông chen và nói rằng trung quốc sẽ cần sẽ đưa ra những cái bước cần thiết để bảo vệ cái gọi là chủ quyền và an ninh của họ hoa kỳ cho khẳng định rằng là cái chiến dịch này là trên toàn thế giới và bao gồm luôn cả sự đồng ý của các đồng minh rằng họ sẽ có những cái riêng à, à, biệt về chính trị và đây là một trong những cái mới nhất ở à, trong đây cũng nhắc lại là các quốc gia mà tranh chấp trong vùng biển đông gồm có Indonesia, Malaysia, mà Philippines, Taiwan và Việt Nam cũng đã tranh chấp trong khu vực này và Hoa Kỳ vẫn khẳng định cái chiến lược à, cái chiến lược tự do hàng hải ở khu vực này và giữa lúc mà họ, Trung Quốc đang có 70 năm kỷ niệm cái thành lập hải quân của họ. Ok, đây là cái toàn bộ bản tin mà các bạn đọc được. Ok cùng một lượt ở trên vùng à, biển của đài loan thì ngày hôm nay hai cuộc tập trận diễn ra các bạn ok bây giờ mình mở cái bản đồ lên ok đây là cái khu vực tập trận của đài loan đài loan đang tập trận ở cái bến cảng đài bắc ngay chỗ này đây là khu vực tập trận của lực lượng tuần duyên đài loan và phối hợp với hải quân nó diễn ra ở khúc này trong khi đó thì trung quốc ok các bạn ở trên đây Trung Quốc cũng thực hiện một cuộc tập trận của họ ở khu vực biển này. Đây là cái khu vực Zizan đây các bạn. Ok. Và họ đã thông báo rằng là toàn bộ vùng biển này sẽ bị phong tỏa và không ai được di chuyển qua lại cũng như là đánh cá ở khu vực này trong lúc mà Trung Quốc mở cuộc tập trận ở đây. Và cuộc tập trận này sẽ kéo dài cho tới 6 giờ chiều ngày thứ sáu Cùng một lượt Đài Loan cũng sẽ chấm dứt cuộc tập trận của họ ngày thứ sáu à Đài Loan thì tập trận người ta đã thông báo trước rồi. Trung Quốc bất ngờ đưa ra cuộc tập trận, rồi bây giờ họ nói rằng là cuộc tập trận này là đã dự tính từ trước, ok. Và bây giờ mình trở lại biển đông đi các bạn, ok. Đây là khu vực quần đảo Trường Sa và khu trục hạm của Hoa Kỳ đã băng qua đây. Nếu như bạn, các bạn đánh chữ Gavin, ok, phong đánh thử chữ Gavin nha, ok. Gavin Island, ok, thì các bạn sẽ biết nó nằm ở đâu, tại vì đây là nơi mà Hoa Kỳ. À, đã băng ngang qua ok nếu không bấm uh, search thì các bạn thấy đảo ra bên đây thì bây giờ mình zoom ra nha các bạn ok đây là các bạn thấy chưa quần đảo Trường Sa và đây là đảo Gavin tức là Hoa Kỳ đã di chuyển 12 hải lý tức là nằm ở ngoài này ok tức là nằm ở ngoài này nha các bạn 12 hải lý là họ di chuyển ở khúc này ok đây là cái chỗ mà Hoa Kỳ ngày hôm nay băng ngang qua OK. Nếu phong trung lớn ra thì các bạn thấy đây là cái chấm đỏ này là cái nơi mà Hoa Kỳ đã à, băng ngang qua gọi là Gavin Reef ở đây ngay các bạn. OK. Rõ ràng là chúng ta đã thấy được tất cả những biến chuyển đang xảy ra trên biển Đông và càng lúc thì nó trở thành cái flashpoint tức là cái điểm nóng, cái điểm chú ý nhất của cộng đồng quốc tế. Tại sao nó xảy ra trong ngày hôm nay và trong tuần này giữa lúc mà phái đoàn của Trung Quốc bay từ đáng lý là 8 tay này hôm nay là ngày 6 tay tức là còn 2 ngày nữa là trên nguyên tắc là phái đoàn đàm phán của Trung Quốc dẫn đầu bởi ông phó thủ tướng Liêu Hy sẽ bay đến Hoa Kỳ để mà tiếp tục cái vòng đối thoại cuối cùng. Rồi cũng trong ngày 8 tay này bên phía Canada thì sẽ bắt đầu xét xử cái à, việc có nên cho dẫn độ bà Meng Wanzhou về Hoa Kỳ xét xử hay không cùng trong một ngày. Và cũng trong tuần này Hôm Chủ nhật là Đài Loan đã bắt đầu thực hiện cái cuộc tập trận của lực lượng tuần Duyên và lực lượng à, hải quân của Đài Loan phối hợp tập trận ở cây bến cảng Đài Bắc. Rồi ngày hôm nay Trung Quốc cũng tuyên bố là lực lượng PLA tập trận ở khu vực phía nằm phía bắc của đảo Đài Bắc. Và tàu khu trục hãm của Hoa Kỳ thì áp sát quần đảo Trường Sa. Cho các bạn thấy các cái diễn biến này tuy rằng là nó individual nó riêng biệt nhưng thật sự nó có cái đường dây liên hệ với nhau nó rõ ràng nó có đường dây liên hệ với nhau rất là mật thiết ok thứ nhất là trung quốc bắt đầu dùng cái cuộc tập trận để mà đe dọa đài loan bởi vì nhìn thấy đài loan tập trận liên tục vừa dứt cuộc tập trận với hoa kỳ và nhật bản xong bây giờ lại tiếp tục cuộc tập trận thứ hai mà cuộc tập trận này thì lại mô phỏng cái kịch bản là đài loan bị xâm chiếm bởi nhiều hình thức trong đó là xâm chiếm bằng quân sự trong đó tấn công bằng an ninh mạng và trong đó có cả cái kịch bản là Trung Quốc sẽ sử dụng các cái hỏa tiễn ở thêm lục địa bắn vào Đài Loan và lực lượng tuần duyên lực lượng hải quân sẽ phản ứng như thế nào trước một cái cuộc tấn công vũ bão bao gồm cả ba mặt trận như vậy tức là họ sẽ tấn công vào cái hệ thống internet của Đài Loan để shut down toàn bộ cái hệ thống network của Đài Loan để họ không thể communicate được là không thể đối thoại với nhau được, không thể nói chuyện với nhau được từ cái bộ chỉ huy cho tới cái các cái nơi khác. Mục đích của Trung Quốc là tấn công An ninh mạng Để làm tê liệt cái uh, hệ thống liên lạc của Đài Loan trước khi mà họ đổ quân và bắn pháo kích thì là bắn hỏa tiễn từ thêm lục địa qua tới Đài Loan. Thì Đài Loan tập trận ở trên cái uh, kịch bản này. Ngược lại thì ngày hôm nay bất ngờ Trung Quốc lại nói rằng họ cũng có một cuộc tập trận thường niên cái chữ thường niên này tôi nằm trong ngoặc kép bởi vì năm ngoái giờ này hoàn toàn không có cuộc tập trận ở đó. Mà tự nhiên năm nay Piolay lại có cuộc tập trận mà họ nói là cuộc tập trận thường niên của họ. Thì cái này là chúng ta đặt câu hỏi, rõ ràng cuộc tập trận của Trung Quốc đang có cái ý nghĩa là đe dọa trực tiếp tới Đài Loan. Tức là cuộc tập trận này nó nằm ở phía bắc và chưa biết cuộc tập trận này có thể biến thành đánh thật. Tại vì cuộc tập trận này của Trung Quốc là bắn đạn thật và bắn tên lửa thật luôn họ cảnh cáo như vậy là bắn tên lửa thật luôn. Điều này cho thấy rằng là có thể Trung Quốc mượn danh là tập trận làm điều gì đó khác chúng ta chưa biết nhưng mà rõ ràng hai bên đã có những cái cuộc tập trận. Ngược lại tại Biển Đông giống như phong đã phân tích hôm nay khu trục hạm của Hoa Kỳ bất ngờ xuất hiện ở Biển Đông chỉ một tuần trước khi à, sau khi mà Trung Quốc tuyên bố là cấm đánh bắt cá trên Biển Đông. Cái lệnh này của Trung Quốc ban hành ra hồi tuần trước và nhiều quốc gia trong khu vực đã phản đối, nhưng mà chỉ phản đối bằng cái miệng, không làm gì hết. Ngoại trừ Indonesia là thẳng tay. Họ đem 51 chiếc thuyền ra, họ đánh đấm tại chỗ. Họ đánh chìm 50 chiếc thuyền mà họ cho rằng xâm phạm vào hải phận và vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia trên Biển Đông. Và trong 51 chiếc thuyền bị đánh chìm đó, thì 38 chiếc thuyền là đến từ Việt Nam. Số còn lại tới từ Trung Quốc, Philippines và Mã Lai ngoại trừ Indonesia có hành động ra, hầu như các quốc gia khác, kể cả Philippines, kể cả Việt Nam, coi như là chỉ lên tiếng thôi, chứ không có một hành động cụ thể gì đối với ngư dân của họ. Và bất ngờ tuần này, đầu tuần thôi, là khu trục hạm của Hoa Kỳ lập tức có mặt trên Biển Đông và áp sát cái đảo Gavin. Gavin Drift, tức là nằm ngay trong quần đảo Trường Sa luôn. Nơi mà Trung Quốc đang xây dựng những cái đảo nhân tạo đặt thiết lập những cái hệ thống hạ tầng cơ sở về quân sự ở khu vực này và ngay trên cái đảo này. Ngay trên cái đảo này và chỉ cách có 12 hải lý. Trung Quốc đe dọa là sẽ có hành động cần thiết, tức là necessary action. Nhưng mà necessary action là như thế nào thì chúng ta chưa biết, nhưng rõ ràng Hoa Kỳ đã thách thức một cách rất là mạnh tay. Bởi vì hiện nay, giống như Phong đã phân tích trước đây, Hoa Kỳ chưa có một cái căn cứ quân sự ở đây và nếu như bị thách thức và nếu như có xung đột ngay vùng biển này thì sự chi viện của hoa kỳ sẽ yếu hơn so với trung quốc tại trung quốc họ có hạ tầng cơ sở ở quần đảo trường sa họ xây dựng đầy đủ hạ tầng cơ sở ở quần đảo hoàng sa rồi nối liền tới đảo hải nam của họ nó một cái vụ chủ dây chuyền như vậy là họ có đầy đủ những chi viện trong khi hoa kỳ muốn chi viện thì bây giờ không có một cái uh, không có một cái uh, sự bắt áp nào hết ngoại trừ họ đưa hàng không mẫu hạm vào trong biển đông thì có thể bắt áp được cho những cái tàu khu trục nhưng mà tại giờ phút này thì hàng không mẫu hạm chưa có mặt mặc dù hoa kỳ đã bắn tiếng là trong tháng này họ sẽ đưa hàng không mẫu hạm vào trong biển đông và sẽ neo ở tại biển đông họ sẽ viếng thăm việt nam nhưng mà chưa biết viết việt nam trả lời như thế nào <laughs> điều này cho các bạn thấy là các kịch bản về à, à, gọi là tạo ảnh hưởng về quân sự ở khu vực đã bắt đầu có chiều hướng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trung Quốc ngay sau cái vụ mà duyệt binh hàng hải thì bây giờ là cái cái hành động đầu tiên của họ ngoài trừ cái cuộc tập trận với Nga ở vùng biển Hoàng Hải ra thì bây giờ họ lại tiếp tục tiến phần cái phần tập trận của họ xuống gần hơn một chút xíu. Xuống gần hơn một chút xíu tức là gần ở đảo Đài Loan. Thì Trung Quốc cũng đã gia tăng cái việc đe dọa quân sự của họ. Bên cạnh đó Trung Quốc trong tháng trước đã ra lệnh cho ngư phủ dân quân của họ tràn xuống Biển Đông. Và Hoa Kỳ cũng đã từng cảnh cáo họ sẽ bắn thẳng vào những ngư dân này nếu như <laughs> những khi họ có bằng chứng những ngư dân này không phải là dân sự mà là lực lượng bán quân sự của Trung Quốc thì Hoa Kỳ có quyền bắn thẳng tay. Đây là cái lời cảnh cáo cách đây khoảng hơn một tuần lễ khi mà Hoa Kỳ đưa ra cái bản báo cáo Trung Quốc bắt đầu sử dụng lực lượng bán quân sự của họ tràn ngập ở biển đông và sự xuất hiện của khu trục hạm thứ nhất là có thể là đi à, tiền trạm trước khi mà hàng không mẫu hạm của trung quốc của hoa kỳ à, à, đi di chuyển vào biển đông thì có thể là hai chiếc khu trục hạm này sẽ đi trước để mà mang tính chất là do đường và đi trước để mà dọn đường cho, cho hàng không mẫu hạm vào nhưng cũng có thể là do phản ứng lại trong tuần trước mà trung quốc đưa ra cái gọi là lệnh đánh cấm đánh bắt cá trên biển Đông. Để phản ứng là khẳng định đây là đường tự do hàng hải và các quốc gia đều có quyền khai thác ngư nghiệp ở tại biển Đông, nơi được xem là hải phận quốc tế. Đây là rõ ràng, phía Hoa Kỳ và phía Trung Quốc đã có sự gia tăng bắp thịt rất rõ ràng trên biển Đông. Và bây giờ Hoa Kỳ phải chọn ở cái Plan B và Plan C. Plan B tức là tìm cách thúc đẩy cho Đài Loan độc lập để Hoa Kỳ có cái danh chánh ngôn thuận mướn quần đảo, mướn một ít nhất một đảo của Đài Loan để làm căn cứ quân sự. Và nếu như mà Đài Loan chịu tuyên bố độc lập thì Hoa Kỳ cũng sẽ bắt đầu thực hiện cái chiến lược này. Nhưng mà cả hai cái plan A và plan B vẫn là thụ động. Plan A là chờ sự hợp tác quay trở lại của Philippines. Thì vẫn là chờ. Quyết định cuối cùng vẫn là người người dân Philippines và ông Tổng thống Duterte. Rồi bây giờ qua tới đảo quốc Đài Loan thì dù có thúc đẩy đi nữa thì cuối cùng Hoa Kỳ vẫn nằm ở thế thụ động là chờ. Nếu người dân Đài Loan không chịu tuyên bố độc lập thì Hoa Kỳ cũng thúc thủ không làm gì được. Do đó cái plan C chủ động hơn là đưa hàng không mẫu hạm vào trong Biển Đông. Hoạt động trong Biển Đông. Nhưng mà hàng không mẫu hạm vào trong Biển Đông thì đương nhiên là nó phải có sự bảo vệ tối đa. Tại vì khi mà một cái chiếc hàng không mẫu hạm lớn như vậy di chuyển trong Biển Đông dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của Trung Quốc. Vậy thì cái chiến lược mà đưa hàng không mẫu hạm vào từ Guam, từ hạm đội 7 thì ít nhất phải có hai chiếc hàng không mẫu hạm chứ không thể một chiếc. Tại một chiếc mà lỡ Trung Quốc tấn công bất ngờ thì sẽ thiếu sự bác ấp tức là thiếu sự phòng bị. Do đó nếu mà phải đưa hàng không mẫu hạm vào thì ít nhất phải là một chuỗi, một chuỗi tức là chiếc thứ hai và chiếc thứ ba để lỡ như chiếc đầu tiên vào mà có vấn đề thì vẫn còn cái sự backup của chiếc thứ hai và chiếc thứ ba. Do đó đây là cái plan C. Tức là kế hoạch thứ ba của Hoa Kỳ khi mà có mặt tại biển Đông tại vì Hoa Kỳ phải chủ động. Không thể thụ động chờ Đài Loan tuyên bố độc lập hay không thể chờ Philippines quay lại cái hiệp ước đồng minh năm 1951. Do đó việc mà xuất hiện của hai chiếc khu trục hạm. Thứ nhất là một phần là phản ứng với lại cái việc mà Trung Quốc tuyên bố cấm đánh bắt cá ở trên khu vực Biển Đông. Và thứ hai là có thể là cả hai chiếc khu trục hạm đi tiền trạm đi trước, trước khi mà hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ chính thức có mặt và hiện diện tại Biển Đông. Nhưng mà lần này Hoa Kỳ rất cẩn thận. Hai chiếc khu học trục hạm này đi, nhưng mà trước khi mà hàng không mẫu hạm vào, thì tôi nghĩ rằng là sẽ có ít nhất một đồng minh của Hoa Kỳ sẽ xuất hiện tại Biển Đông trước khi mà chiếc hàng không mẫu hạm có mặt tại biển đông tôi vẫn chưa biết là đồng minh này là ai có thể là từ nhật bản xuống cho nó gần nếu mà nhanh còn nếu không là anh quốc hay là australia tức là úc thì ba quốc gia này trước sau gì cũng sẽ có một quốc gia xuất hiện trước khi mà hàng không mẫu hạm của hoa kỳ vào biển đông bởi vì chiếc lần này cái nhiệm vụ của hàng không mẫu hạm hoa kỳ vào biển đông nó sẽ có cái nhiệm vụ lâu dài hơn nó không phải chỉ di chuyển rồi quay trở về à, Á châu Thái Bình Dương mà tôi nghĩ rằng nó sẽ neo tại biển Đông một khoảng thời gian. Rồi trong lúc đó thì trong lúc mà Hoa Kỳ điều động chiếc thứ hai và chiếc thứ ba. Tại vì Hoa Kỳ cần phải có cái sự tuần tra thường xuyên trên biển Đông để ngăn chặn sự bành trướng của Trung Quốc đang cố tình gia tăng bắp thịt quân sự tại đây. Rất là rõ ràng. Gia tăng bắp thịt quân sự tại đây và Trung Quốc cũng đang ráo riết để hoàn tất những cái hòa tầng cơ sở mà họ đang xây dựng chưa xong. Do đó, cả Trung Quốc, cả Hoa Kỳ đều không có thời gian để chờ đợi nhau. Một là đám cưới liền, còn hai là bùm 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 bùm, ly là trở thành kẻ thù. Chứ không thể mà gọi là chờ nhau từ kiếp này qua kiếp khác nữa. Đây là một rõ, rõ ràng là cái tình hình Biển Đông đã nóng lên. Nóng lên rất nhiều, nhưng Hoa Kỳ cũng rất khéo léo. Cũng trong ngày hôm nay, là chiếc uh, hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đã có mặt tại vùng biển Ả Rập. Đã có mặt tại vùng biển Ả Rập và trên nguyên tắc là răng đe Ả Rập tại vì trên chiếc hàng không mẫu hạm này có mang theo cả US Bomber tức là one tạc cơ máy bay thả bom của Hoa Kỳ là để ngăn chặn những cái hành động diều hâu của lực lượng uh, cách mạng Hồi giáo Iran. Cũng trong ngày hôm nay rõ ràng là Hoa Kỳ muốn khéo léo chuyển không muốn người ta quá kinh động khi mà lực lượng của Hoa Kỳ tràn ngập ở bờ biển Thái Bình Dương. Do đó, việc xuất hiện chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ ở khu vực vùng Vịnh ba, ba Tư nó cũng mang ý nghĩa là tải bớt cái thông tin về phía bên đó để người ta đừng chú ý quá nhiều ở trong cái tình hình ở biển Đông. Tại vì Hoa Kỳ cần phải đưa những cái lực lượng họ một cái quân số đông hơn và lực lượng tàu chiến, hàng không mẫu hạm vào nhiều hơn. Tại vì hàng không mẫu hạm là thuộc à, chở rất là nhiều F35 và F22 những chiến đấu cơ của Hoa Kỳ ở tại khu vực này và ngoại trừ khi mà hàng không mẫu hạm vào thì ngoại trừ cái việc tuần tra bằng tàu bằng tàu thì các cái chiếc F35 của Hoa Kỳ cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển đông ở khu vực hải phận quốc tế và điều này sẽ là lực cản rất lớn với Trung Quốc mỗi khi mà Trung Quốc di chuyển thêm quân sự xuống biển Đông thì nó nằm trong nó nằm trong cái nhìn của Hoa Kỳ và Trung Quốc giấu không được. Bây giờ Hoa Kỳ ít xuất hiện thì họ còn giấu được Hoa Kỳ chỉ sử dụng cái hệ thống chụp hình từ satellite, tức là từ vệ tinh xuống thôi. Chứ Hoa Kỳ chưa có hiện diện để mà quan sát. Còn bây giờ nếu như hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ hiện diện trên Biển Đông và cùng một lượt là có thêm F-35 hay F-22 hay F-16 tuần tra thường xuyên ở các vùng biển này thì chắc chắn là Trung Quốc sẽ trùng tay. Tại vì mỗi một cái sự chuyển động của họ đều bị quan sát rất cẩn thận bởi Hoa Kỳ bằng trực diện và bằng những chiến đấu cơ. Và lúc đó Hoa Kỳ sẵn sàng nhả đạn. Nếu như Trung Quốc có hành động thách thức, Hoa Kỳ sẵn sàng nhả đạn. Còn bây giờ chụp bằng satellite thì chỉ thấy hình ảnh thôi. Không có cái hành động gì đe dọa tới Trung Quốc hết. Do đó Trung Quốc chưa ngại. Nhưng mà rõ ràng cái hành động này xuống mà hang không mẫu hạm sẽ phải vô sớm. Lý do, các bạn còn nhớ chiếc giàn khoan của Trung Quốc đang đậu ở 12 hải lý trong cái vùng biển của Hải Nam. Họ chưa di chuyển xuống biển Đông. Một phần là họ muốn đo lường cái phản ứng của dụ lận. Một phần khác là họ chờ cái giai đoạn biển êm để họ đẩy xuống. Tại vì nếu mà lần này giàn khoan của Trung Quốc xuống thì họ cũng cấm ít nhất 2 tháng tới 3 tháng. Chứ họ không phải đi xuống rồi đi về và vì vậy hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cần phải hiện diện cùng một lượt với cái việc mà chiếc tàu thăm dò dầu khí của Trung Quốc, giàn khoan thăm dò dầu khí của Trung Quốc sẽ di chuyển tới biển Đông bất chợt, tại vì bây giờ nó đang nằm trong 12 hải lý của đảo Hải Nam, tức là nó chưa có manh động ra hải phần quốc tế, nhưng mà trước sau gì nó cũng ra, bởi vì nó đã đậu đó hết cả tháng này rồi các bạn, gần cả một tháng này rồi, và nó sẽ di chuyển xuống biển Đông nó sẽ không dừng lại. Do đó, hai chiếc khu trục hạm ngày hôm nay có mặt là cái điều báo hiệu cho thấy là có thể hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ sẽ vào vào biển Đông. Lý do là Hoa Kỳ không thể thụ động ngồi chờ Đài Loan và Philippines. Philippines cho tới giờ phút này vẫn chưa trả lời cho Hoa Kỳ. Ngược lại, Hoa Kỳ đã đưa ra hết tất cả những cái gì cần thiết để đẩy Đài Loan trở thành một quốc gia độc lập. Nhưng mà Hoa Kỳ lại không push chỉ tạo cơ hội và tạo điều kiện cho đài loan có tư thế tuyên bố độc lập thôi họ chưa đẩy còn phía đài loan thì họ vẫn còn cân nhắc do cái cuộc bầu cử sắp sửa tới gần thứ nhất thứ hai bà thái anh văn là một người cẩn trọng mặc dù bà ta rất là mong tuyên bố độc lập nhưng bà ta là người cẩn trọng bà ta không dễ gì mà tuyên bố một cách uh, gọi là bốc đồng để rồi mang tới cái hệ quả lớn cho người dân đài loan do đó đài loan vẫn còn chần chừ trong khi Hoa Kỳ thì không có thời gian chờ hai quốc gia này. Không có thời gian chờ Đài Loan, không có thời gian chờ Philippines. Buộc lòng Hoa Kỳ phải nghĩ tới cái kế hoạch C. Tức là kế hoạch thứ ba, mà kế hoạch thứ ba đó là từ hạm đội 7 ở Guam. Hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ sẽ bắt đầu di chuyển vào biển Đông. Và không phải một chiếc, một chiếc chỉ là giai đoạn này. Và nếu như mà cái tình hình có thể cấp thiết thì chiếc hàng không mẫu hạm thứ hai cũng sẽ vào biển Đông để mà à, làm cái up cho hàng không mẫu hạm đầu tiên. Tôi chưa biết chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên là chiếc nào. Nhưng mà chắc chắn trong vòng tháng 6 hoặc là à, hôm nay là tháng 5 rồi. Từ tháng 5 cho tới à, trễ lắm là cuối tháng 6. Hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ sẽ xuất hiện tại Biển Đông. Và điều này sẽ khiến cho tình hình khu vực trở nên nóng bỏng hơn. Và đó là những gì mà xảy ra ngày hôm nay. Một lát Phong sẽ trở lại với các bạn trong cái đề tài thứ hai mà các bạn đang trông chờ từ sáng tới giờ thị trường chứng khoán Thượng Hải thâm quyến Hồng Kông mất điểm chỉ vì một cái tweet của Tổng thống Trump. Và cái tweet này trị giá là 25% trên 200 tỷ Mỹ Kim đánh thuế vào mặt hàng của Trung Quốc. Một lát Phong trở lại, xin các bạn đừng đợi khỏi làn sóng phát hình và phát thanh của Phong bên Facebook và Youtube. Phong trở lại trong vòng 3 phút.